Nam Mô A Di Đà Phật. À -di -đà -phật. Xin mở trang 62, vấn đề 39. Niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, dễ tu dễ chứng. Nhưng có nhiều người niệm Phật bị thất bại vì một sơ suất lớn. Đó là gì? Thưa với chư vị là quyển sách này dầm cố gắng đưa ra rất nhiều chi tiết hết sức là là nhỏ nhặt càng đầy đủ chừng nào càng tốt chừng đó để mong rằng là khi người nào có duyên đọc qua có thể lượm lạc được chút ít lợi lạc để đời này vãng sanh tây phương cực lạc vì xin thưa thật với chư vị là trong quá khứ chúng ta đã thấy nhiều người hành trì pháp phật mà đưa đến chỗ sơ xuất rất lớn chính vì thế mà pháp cứu độ chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi của phật vẫn còn đình trệ rất nhiều chúng sanh vẫn bị đọa lạc rất nhiều, đau khổ rất nhiều. Chính vì thế mà khi chúng ta có cái duyên được cơ hội vãng sanh, xin chư vị gắng trân quý đừng để bị luống qua, quan uổng lắm. Câu thứ nhất, không chịu cố gắng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Đây là một cái sơ suất lớn của người niệm Phật, đúng không chư vị? Nếu mà nói rằng là niệm Phật không nhất tâm bất loạn là một điều sơ suất lớn thì chính vì âm này ngồi đây cũng xin thưa trình với chư vị là do âm chưa có nhất tâm bất loạn. Và cái mộng ý nhất tâm bất loạn đối với dự âm hình như nó vẫn xa vời vợi. Vì trước đây do ông cũng có những lần muốn thực hiện điều này, nhưng mà càng thực hiện càng thấy khó khăn. Trước đây có một vị ở bên Mỹ đi qua đây tu, vì đó cũng đã có những cái tâm tâm nguyện giống giống như vậy là vị đó đi vào trong thất kiết thất bảy ngày quyết tâm là không ra khỏi cửa để nhất tâm bất loạn và có một vị thầy làm hộ thất cho vị đó vị đó vào trong thất chỉ có một ngày tự như cái đầu óc nó nóng bừng lên không biết làm sao mà chịu nổi đến ngày thứ hai năng lý trọc ra chứ không có chết vì thầy đó căng thẳng quá chờ thêm một vài tiếng đồng hồ nữa mà tưởng tượng như cả năm. Nếu mà không ra có thể đưa đến tình trạng tâu hóa nhập ma luôn. Mất có một ngày thôi. Phát nguyện là kiết thất bảy ngày mà mất có một ngày. Chịu không nổi. Nếu vì đó là vô nằm trong phòng này cũ bảy ngày thì có thể thoải mái lắm. Mà vô đó niêm vật bảy ngày hình như nó khác đi. Cho nên khi mà đối diện với sự việc đó vì đó mới thấy à cái tâm cơ của mình thực sự yếu vô cùng. Ở ngoài thì mình tưởng là vào đó kiết thất mấy ngày Nhất định Không ra Tưởng đơn giản như khi vào đó Ngồi xuống nhiếp tâm niệm Phật Tự nhiên đầu óc nó nóng như bưng Đến giờ chiều con nổi Chính vì đó đã đi qua đây Nói anh chị ơi tôi đi qua đây tị nạn Tị nạn gì Tôi muốn qua đây để mà relax chút xíu Tức là coi như dung giãn chút xíu cho mệt quá Trải qua cái gần đó đó đây là những người mà đã từng Phát tâm làm mà không được Chính vì thế mà Nhất tâm bất loạn là do cái công phu của mình và có cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh từ nó đã ứng hiện từ cái đời kiếp nào đã ứng hiện như đây. Chẳng phải mình vô trong một phòng kín rồi không có ai tiếp xúc mình để mình thanh tịnh. Không phải đâu. Coi chừng là một là bị nổ của chị. Như vì đó chút xíu nữa bị nổ của chị. Thứ hai nữa là thanh tịnh giả. Có rất nhiều người bị hướng cái trường hợp này mà đưa đến chỗ khó khăn. Mong chuẩn bị chú ý. Chúng ta cứ lấy cái lời ấn tổ Lòng chi thành chi kính Của chính người niệm Phật Là cái điểm mấu chốt Để cho người mà thấp thấp Giữa giữa như chúng ta Được cảm ứng đạo giao với Đại Nguyện Đức A Di Đà Mà chúng ta được Ngài thương tình chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ Giúp cho chúng ta vượt qua những cảnh khó khăn Của cái tâm cờ yếu kém này Mà đi về Tây Phương Cực Lạc Câu B không đoạn diệt cho hết nghiệp trước là một cái sơ suất lớn của người muốn đới nghiệp vãng sanh đúng không chư vị à. lại sai nữa xin thưa với chư vị đã gọi là đới nghiệp vãng sanh cái danh từ này đã xác định cho chúng ta là chúng ta còn nghiệp cái đới nghiệp là tiếng hán có nghĩa là chúng ta có nghiệp mà mang cái nghiệp đó đi về tây phương thành thực nói hôm nay mình cũng nói nhiều về cái chuyện đó nghiệp thực ra không phải là mang nghiệp gì cả mà thực ra là chúng ta gửi cái nghiệp của chúng ta ở trong nhà vàng đó. Ví dụ như một ngày nào đó chúng ta tới ăn cắp cái nhà đó bao nhiêu lượng vàng đó. Bây giờ mình nói ra thì không có tiền trả mà sợ police bắt. Cho nên chúng ta lẳng lẽ làm tin mà cái người đó vẫn tìm cách làm trong bắt được cái người ăn cắp đó. Tức là cái mối cầm thù vẫn còn đó. Chúng ta đi cái nghiệp đó nó vẫn còn nằm tại đó chống đâu hết trơn nhiều cái chuyện khác lắm ta giết những con vật con vật nó đã chết rồi nó lang thang cái chỗ nào đó nó tìm cách nó đòi mạng cho được nó vẫn còn nguyên đó chứ không thể nào mất được nó thẳng thắn cho việc không mất được mà có một cái là chúng ta vãng sanh về tây phương thì tự nhiên thần thông đạo lực của tự tánh chúng ta phục hồi lại chúng ta mới có cách gọi là quan sát được đến vô lượng kiếp về trước ông einstein Nói một người nào mà đi với cái tốc độ của ánh sáng đó ba năm ngàn cái số một giây đó mà mình đi 300 ngàn lấy một cây số một giây là mình có thể vượt qua cái cái thời gian đi ngược lại trong quá khứ mình tìm được những hình ảnh những động tác gì mình làm trong quá khứ còn về tây phương chúng ta đi vượt tới vô lượng kiếp về trước tức là chúng ta đi với tốc độ và hàng triệu lần hơn cái anh anh sáng đấy sở dĩ như vậy mà chúng ta có thể trở về trong quá khứ biết được mình làm cái gì chỉ có những cái chư vị trên thượng thiện nhân trên cõi tây phương mới làm được nhờ như vậy mà chúng ta biết được biết được mới đem những thần lực của chân tâm tự tánh mà cứu độ họ giải quyết cho họ cứu độ chúng sanh vì chúng sanh chịu khổ để mà trả nghiệp trả là trả như vậy chứ không phải là mình giết người ta rồi banh bụng để người ta giết lại giết lại giết lại giết lại. không bao giờ không bao giờ kết thúc được cái oán thù này nhân nhân quả quả chập chùng, ta hãy mau mau đi về tây phương cứu độ chúng sanh cho nên ở đây mà tìm đoạn giật cho hết nghiệp chứng thực sự Là một điều vô cùng khó khăn Không thể nào có thể thực hiện được Đối với một người phàm phu như chúng ta Cho nên Hội Thượng Trí Đức nói một câu Ngài là một người tu thiền Luôn luôn là kiết thấp Cứ kiết ba tháng rồi ra Ba tháng rồi ra Ngài nói Một người mà muốn diệt sạch nghiệp thì Tưởng tượng như là có một cái khối đá Cao là 16 ngàn 16 thước Rộng 16 ngàn thước rồi dài 16 người thức vuông vức như vậy. Muốn diệt nghiệp là cái động tác của một người cầm cái khăn lông, cứ lâu qua, lâu lại, lâu qua, lâu lại, khăn lông á. Khăn lông thiệt miễn á, lâu ngày nào cũng lâu, lâu cho khi nào mà cái, cái khối đá nó nó mòn đi, nó thành bụi đi, nó băng dưới đất, lúc đó mới gọi sạch nghiệp. Chứ bị lau đi, lau thứ đi, biết. Chính vì thế đi con đường Lau nghiệp này, Phật nói, tôi vô lượng, A à, Tăng kỳ kiếp mới làm nổi. Mà chúng ta mới lâu có khoảng giờ, mấy chục năm vèo, vèo rồi mất, lại đi đọa lạc lại đi luân hồi kỳ sau có có lâu nữa không đời sau có lâu không hay là chắc thêm không khối đá nữa cái điều đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận cho nên đi con đường khó quá chúng ta đi không nổi mà đi con đường đới nghiệp Đới nghiệp có nghĩa là còn nghiệp mà chúng ta không nghĩ về nghiệp còn nghiệp mà chúng ta tách nghiệp ra còn nghiệp mà không lúi vào trong nghiệp đấu tranh với nó hãy quyết lòng trì giữ câu a di đà phật đi thẳng về tây phương bỏ rơi lại sau lưng biết bao nhiêu là nghiệp trước trung trùng trọng vô lượng kiếp ta làm nên để về tây phương thành đạo rồi đi cứu chúng sanh mà trả nghiệp câu c người không có số phần vãng sanh mà cứ đòi vãng sanh là một điều sai lầm lớn đúng không như vậy? vậy khi mà biết được cái đạo lý đới nghiệp vãng sanh rồi dám không bao giờ ngăn cản một bất cứ một người nào trở về tây phương cực lạc mà nói gì nói nói lên nói chung vẫn nói chị ơi chị phải đi về tây phương cực lạc đi Bác ơi bác phải đi về Tây Phương Cực Lạc đi Bác làm tội lỗi gì nhiều lắm Không sao đâu bác cứ một lần đi về Tây Phương Bác sẽ giải quyết được Không đi về Tây Phương nhất định Không một người nào có thể giải quyết được ách nạn nghiệp chứng của mình Mà đi về Tây Phương Một là mình thành đạo Hai là giúp chúng sanh cùng thành đạo Hay vô cùng Hay vô cùng Chính vì thế mà chúng ta không được quyền Thấy một người nào làm ác thấy một người nào làm hư mà nói là người đó không được phản tranh làm gì có được phản tranh những người nghiên cứu phật pháp không kỹ thấy một cái bà kia hiền hiền hồi giờ rách rưới bà mà làm gì một đời này mà thành phật bà phải lo tu kiếm chúc phước đi một đời đời kiếp kiếp tu tiếp tục tu có gì đâu mà sợ xin thưa với chư vị chư âm này sợ cái chuyện này lắm chư tố sợ cái chuyện này lắm phật nói một người tội chứng sâu nặng mà biết thành tâm niệm danh hiệu ngài cầu phản tranh về tây phương cực lạc dẫu cho mười niệm không được phản tranh ngài thể không thành phật chúng ta mau mau lấy từ rõ cái câu này ứng dụng cho rõ câu này khuyên người đó thành tâm niệm phật nếu người đó nghe mình mà thành tâm niệm phật chứng tỏ rằng nhiều đời nhiều kiếp trong vô lượng kiếp người này đã tu phước huệ đầy đủ rồi không ngờ phật mới nói tu vô lượng kiếp mới thành Phật không phải là bắt đầu từ đây mà mần mò mần mò tu tới mà thực ra là phải gồm tới cái vô lượng kiếp trong quá khứ nữa chúng ta đã sống từ vô thủy cho đến vô chung quá khứ còn có đời quá khứ nữa quá khứ vô thủy mình đã tu rồi tương lai không phải đời sau không tương lai còn đó tương lai vô chung chúng ta đi con đường dài vô cùng vô tận như vậy Xin chư vị hiểu như vậy Mà những người nào Trong đời này quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương Xin thành tâm chấp tay Đánh lễ chư vị Tại vì trong vô lượng vô biên kiếp Chư vị đã tu vô lượng vô biên công đức rồi Mới được như vậy Mong chư vị hiểu được như vậy Thì phải vững vàng mà đi Đừng nghĩ người này nói ra Người kia nói vào Đừng nghe người này bàn ra bàn ra Mà chúng ta bỏ đi con đường Vãn tranh đi theo con đường đổ lạc Rồi khi độ lạc chư vị đừng đổ thừa Tại người này nói thế này tôi mất tận sanh Không có tại ai cả Không ai tới cứu chúng ta cả Chính chúng ta phải thực hiện cho được Để vận tranh nếu chúng ta thực hiện không được Người mà dẫn dắt chúng ta đi là được Người ta cũng bị đọa đặt như mình Làm sao có thể cứu mình được Chứ vì hiểu không Ráng lên nha Đừng có sợ Câu đề Không được khổ niệm cẩn thận Để ngăn chặn sơ xuất hóa giải chứ nào giải tỏa vương mắc lúc lầm chung là một cái sơ suất rất lớn đúng không như vậy Được. rõ ràng không tại sao trong vô lượng kiếp qua trong những đời kiếp trước ta có niệm phật ta có tu hành phước đức trí huệ ta có đầy đủ thiền căn có đầy đủ nhưng tại sao ta còn lột lại trong kiếp người bây giờ ngồi đây mặc áo tràng mà còn niệm phật nữa đây đặt dấu hỏi để chư vị mười niệm tắc sanh tại sao trong đời kiếp trước trong nhiều đời ta cũng niệm phật mà tại sao ta cũng thực hiện được mười niệm tắc sanh phải chăng ta niệm phật mà bị sơ xuất ta quên nghĩ rằng là mười niệm là mười niệm trong lúc lâm chung làm sao thực hiện trong lúc lâm chung ta giữ được chánh niệm đây là cái mấu chốt của vấn đề Tại sao trong bao nhiêu thế kỷ qua Nhiều người cũng tu hành cũng niệm Phật Mà ra đi không để lại một thói tướng nào tốt lành Để chứng tỏ rằng là người đó Đi cái đường lành lành một chút Tại sao vậy Tại vì họ quên cái chỗ này Làm mười niệm tất sanh là mười niệm ngay trong lúc xả bỏ báo thân Làm sao trong lúc xả bỏ báo thân Thực hiện được đây Quán thân trái chủ chập trùng Tinh thần chúng ta bị không hoảng nghiệp chứng đánh pháp tương bừng làm chúng ta mê mang bất tỉnh chứ càng tán loạn rồi mắt ta không còn thấy nữa tai không còn nghe được nữa lưỡi chúng ta không còn nói được nữa mắt tai mũi lưỡi thân ý đều tán loạn hết rồi làm sao chúng ta giữ được trách niệm đây bây giờ mình đặt ra hỏi như vậy thì làm sao một người phạm phú chúng ta trong lúc đó có thể giữ được trách niệm một là tự ta phải chi thành chi kính mà lo ăn đang sám hối nghiệp chứ mà lo tu hành đi hai là nhất định phải cần những người mà còn sáng rút bên cạnh chúng ta dẫn dắt gỡ đối từng chút từng chút hỗ trợ cho chúng ta thì may ra chúng ta mới có cơ hội thực hiện được cái chánh niệm này xin thưa với chữ vị pháp hồ điểm thực sự thực sự vô cùng quan trọng thực sự vô cùng quan trọng xin cho vị định tâm lại quyết lòng giữ cho chắc cơ hội này để cùng nhau vãng tranh nếu không nhất định chúng ta rất khó rất khó thoát tháng đấy nam mô a di đà phật thơm khói hương trầm đêm an bình cho cả thế gian biển sao lung linh mây lấp lánh đường về quê hương chốn yêu thương mái tranh buông màu lam khói hoa nặng nở khắp sân